Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, để đảm bảo kết quả phòng chống dịch bền vững hơn, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16, dự kiến cho đến cuối tháng 9 năm 2021. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, so sánh với mục tiêu nghị quyết 86 đề ra và tiêu chí của Bộ Y tế, thì Thành phố Hồ Chí Minh còn một số nội dung chưa đạt. Do vậy, để đảm bảo kết quả phòng chống dịch bền vững hơn, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội dự kiến đến cuối tháng 9. Thời gian này, thành phố sẽ tập trung cho việc tiêm vaccine, tập trung củng cố năng lực của y tế cơ sở, mở rộng năng lực điều trị để nâng khả năng tiếp nhận và điều trị khi tiến hành mở cửa, hoàn thiện hệ thống phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sau tháng 9.